Chúng ta đã nói khá nhiều về BTC rồi chúng ta hãy chuyển qua để mà nói về Ethereum đi Tại vì ngày mai cũng là một ngày rất là quan trọng cho Ethereum Chúng ta sẽ có cái cập nhật mà nhiều bạn chờ đợi từ bao nhiêu lâu nay rồi ngày đó cuối cùng đã đến rồi các bạn và ngày mai là ngày mà có cập nhật Shanghai đây là cái lần đầu tiên mà một cập nhật lớn của Ethereum chỉ bị trì hoãn một lần thôi các bạn thường nó là trì hoãn tới ba bốn lần à, thường đó là Ethereum nói là tháng nào cập nhật thì chúng ta cộng thêm 3 sáu tháng là vừa rồi nhưng mà đợt này họ trì hoãn một lần một thôi và chúng ta sẽ có cái cập nhật vào block 194048 cập nhật ở trên mạng lưới blockchain đó là sẽ dựa theo số lốc các bạn không phải dựa theo giờ cho nên nhiều bạn thường là mấy giờ thì chúng ta chỉ có một cái sự ước tính mà thôi thì chúng ta còn khoảng chừng là một ngày nữa các bạn một ngày 5 giờ nữa sẽ có cập nhật sang hai dựa theo cái tài liệu đến từ coin data flow nhưng mà dựa theo một cái email từ binance ở us á, thì sẽ xảy ra sớm hơn một chút các bạn à, có nghĩa là dựa theo binance thì sẽ xảy ra giờ cali là khoảng 3 giờ rưỡi chiều ngày mai ngày 12 tháng 4 nhưng mà ở việt nam nơi các bạn sẽ có cập nhật này vào lúc 5 giờ rưỡi sáng ngày 13 tháng 4 Đó chính là cái ước tính khi nào mà xảy ra cái cập nhật sang hai này Và khi mà bắt đầu có cái cập nhật này đã không biết để tốn bao nhiêu thời gian các bạn Cái đó thường không có rành à, Cho nên đó là điều mà chúng ta không có nắm chắc được Khi nào mà có cập nhật này thành công nên thường chia sẻ với các bạn như mạng xã hội Thì có khả năng là rất nhiều sàn đó Trong thời gian cập nhật sẽ không cho các bạn gửi hay rút Bất cứ Ethereum hay là bất cứ một cái token ERC20 Hay là token trên những cái mạng lưới tầng hai nào hết Cho đến khi nào cập nhật này thành công và điều mà nhiều bạn quan tâm tới nhất đó, đương nhiên là ngày mai khi mà có cập nhật này rồi đó chúng ta có thấy ether bị xả hàng loạt hay là không tại vì cập nhật này có nhiều sự cải tiến nhưng mà một trong những cái à, sự cải tiến đó chính là sẽ cho phép những người nào mà tham gia vào staking trên mạng beacon sẽ có thể rút ra được Tại vì chúng ta đã biết là trong vòng thời gian gần như hai năm qua các bạn tham gia vào staking thì không rút y từ ra được, ngày mai sẽ rút ra được thì có bao nhiêu người sẽ bán. Dựa theo nhiều cái ước tính, bây giờ chỉ là ước tính mà thôi nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là ước tính đến từ crypto quant đi Tiếp tục khoan thì ước tính là khả năng sẽ không có nhiều người xả Ether đâu Lý do là tại vì họ nói đó là cái số lượng Ether đang stake đó thì 60% Có nghĩa là khoảng 10.3 triệu Ether hiện bây giờ là vẫn đang lỗ chứ không phải là lời Tại vì họ đã tham gia vào staking một thời gian dài rồi lúc đó giá Ether đã cao hơn à, Và thêm vào đó đó cái đơn vị mà stake nhiều nhất đó chính là Lido Lido là cái dịch vụ staking mà nhiều bạn có sử dụng thì Lido là dịch vụ mà stake nhiều nhất chiếm 30% của tất cả số lượng ether stake thì bây giờ đó cái số lượng đó tính trung bình mỗi ether vẫn lỗ 1.000 đô vì lý do đó nó không có nhiều khả năng là người ta sẽ rút y ra hàng loạt để mà bán nếu như vẫn đang lộ hiện bây giờ đó là nhận định đến từ crypto Khoan thì nhận định này cũng chung chung mà thôi các bạn có thể nhiều bạn muốn biết là nhận định chi tiết hơn này là sao thì chúng ta sẽ nhìn vào cái nhận định đến từ một bài viết rất là dài từ Klasno thường cũng đã dành thời gian đọc bài viết này trước khi làm video à, thật ra viết này rất là dài tôi sẽ tóm tắt lại những cái trọng điểm mà thôi và để bắt đầu đó chúng ta sẽ nói tới cái kỳ vọng của Klasno thì Klasno đó đưa ra một kỳ vọng là họ nghĩ ngày mai chúng ta sẽ có một số lượng ether bán điều đó đều không thể tránh khỏi rồi bao nhiêu ether sẽ được bán đó thì họ ước tính là 170.000 ether sẽ được bán sau khi mà có cập nhật sang hai thì 170.000 ether là bao nhiêu thì các bạn thường được là họ nghĩ là khoảng chừng 323 triệu đô la ether sẽ được bán ngày mai thì con số này đó thật sự là không nhiều so với cái khối lượng giao dịch hàng ngày nhưng mà đây là cái ước tính đến từ Classno mà thôi thì làm sao họ có ước tính này thì họ dựa vào rất là nhiều những cái suy đoán các bạn, họ đưa ra những cái lập luận như là những người mà tham gia vào staking đó, thì họ đã staking bao nhiêu lâu rồi và dựa theo cái tài liệu đó họ xem coi là những cái ether này đang lời hay đang lỗ, họ xem coi là cái số lượng ether staking là bao nhiêu và quan trọng hơn đó là những người mà staking đó, thì bao nhiêu người là những người bình thường, bao nhiêu người là những tổ chức đầu tư thì họ đưa ra rất nhiều những cái lập luận như bạn nhìn thấy trên màn hình, nhiều cái thông tin thường sẽ không có đi vào chi tiết những cái thông tin này nhưng mà cái điều mà thằng có thú vị hơn đó là bên dưới này À, họ đã chia sẻ một điều đó chính là cho tới thời điểm hiện bây giờ thì chỉ có khoảng chừng là 1.229 validators đang chờ đợi để mà unstake mà thôi và con số này đó ước tính là khoảng chừng 85.7 triệu đô la không phải là nhiều lắm các bạn tổng cộng đó, khả năng mà chúng ta biết là những người mà họ thật sự là muốn rút y tờ khỏi sau khi mà có cập nhật sang hai cho đến thời điểm bây giờ đó tại vì các bạn có thể là xếp hàng chờ để rút ra sớm nhất khi mà có cập nhật này thì con số đó là khoảng chừng 46.176 y tờ mà thôi không phải là nhiều lắm nhưng mà khi mà có cập nhật sang hai rồi đó thì khả năng sẽ có nhiều người muốn rút hơn thì họ đã đưa ra ba trường hợp các bạn, ba trường hợp này là ba trường hợp gì? Thì Thùng sẽ chia sẻ với các bạn là trường hợp tốt nhất, trường hợp trung bình và trường hợp xấu nhất. Chúng ta bắt đầu từ trường hợp tốt nhất đi chính là cái cây số 3 này thì cái trường hợp thứ ba này là trường hợp mà chúng ta sẽ tính hết tất cả cái khả năng là người ta đang lời đang lỗ, à, khả năng là những người này là roller hay là những người mà chỉ muốn bán Ether rồi sau đó rồi khỏi thị trường này là họ tính hết những cái chứng đoán nó vào đây và hiện bây giờ đó thì uh, tất cả những cái vai đây được thì vẫn chưa có thật sự là đưa ra quyết định là có rút hay là không rút các bạn có hai cách một là các bạn rút hết tất cả còn hai là các bạn chỉ rút một phần mà thôi rút hết tất cả có nghĩa là các bạn rút luôn cái tiền đặt cọc ban đầu về và coi như các bạn sẽ không có tiếp tục staking nữa thì dựa vào tất cả những cái tài liệu mà họ có thì họ ước tính khả năng sẽ có khoảng chừng uh, một 170.000 Ether sẽ có thể được rút và bán à, Đương nhiên không phải là ngày mai mà có thể là ngày sau đó Tùy theo là cái thời gian cập nhật là bao nhiêu lâu Và theo đường hiểu là sau khi mà cập nhật thành công đó Thì có thể là 2 hay 4 ngày sau mới thành công rút hết cái số lượng Ether này Nhưng mà nếu như điều đó xảy ra đó Thì trường hợp tốt nhất là chỉ có khoảng chừng 323 triệu đô la Ether được bán và cái số lượng ether này cũng không phải là nhiều lắm các bạn so với lại cái khối lượng giao dịch hàng tuần của Ethereum. Đó là cái case tốt nhất, cái trường hợp tốt thứ nhì mà họ đưa ra đó chính là những ai mà muốn ra quyết định là rút ether đó thì chúng ta đã biết rồi dựa theo những cái signal những cái dấu hiệu trên mạng cộng với lại một số người có thể là họ sẽ không có rút cái phần ether họ dùng để tham gia vào staking nhưng mà một phần liên quan đến là cái phần lãi đó có nghĩa là cái phần mà reward phần họ nhận được họ có thể bán cái phần đó nếu như điều đó xảy ra đó thì họ ước tính là có khoảng 312.000 Ether có thể là được bán trong dòng tuần đầu tiên có nghĩa là khoảng chừng 592 triệu đó là cái trường hợp tốt thứ nhì nhưng mà trường hợp xấu nhất là gì trường hợp xấu nhất đó, đương nhiên là tất cả mọi người rút cái phần tối đa có thể nếu như mà là như vậy đó thì sẽ có khoảng chừng là 1.50 triệu 4 triệu Ether sẽ được rút trong tuần đầu tiên các bạn đương nhiên là rút theo từng đợt thì tuần đầu tiên cái số tối đa lên tới là 1.54 triệu Ether nghĩa là khoảng 293 tỷ con số này đây là con số không hề nhỏ các bạn và dựa theo tài liệu từ Lasno đó thì họ nói là cái con số đó là tương đương với cái số lượng giao dịch lên trên sàn khoảng chừng là mỗi tuần có nghĩa là cái con số đó đó có thể khiến cho cái số lượng ether đẩy lên trên sàn nhưng lên gấp đôi trong tuần đầu tiên và dựa theo những gì mà họ biết sau khi mà có sự kiện FTX bao nhiêu ether đẩy lên trên sàn cái số lượng đó bán ảnh hưởng đến giá bao nhiêu họ dùng cái đó làm cái tiêu chuẩn để tính thì khả năng nếu như mà trường hợp xấu nhất xảy ra tuy nhiên đây là cái khả năng rất là thấp các bạn coi như là tất cả mọi người đều đồng lòng rút phần tối đa thì có thể ảnh hưởng đến giá khoảng chừng là 8.7% đó là những gì được chia sẻ đến từ Classno đương nhiên họ vẫn kỳ vọng là khả năng tốt nhất xảy ra và đó là cái ước tính của họ thì nếu như mà khả năng tốt nhất đó, thì giá cả có thể sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu đâu các bạn khi nào mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn nhưng mà đây là những cái ước tính được chia sẻ đến từ Classno rồi còn một số những cái thông tin khác mà thường muốn chia sẻ với các bạn như là liên quan đến chu kỳ tâm lý thị trường nhiều bạn muốn thuận chia sẻ lại xem của chúng ta đang ở cái phần nào của thị trường này thì các bạn đã nhớ là lần cuối cùng đó, chia sẻ cái chu kỳ tâm lý này thì lúc đó chúng ta phần lớn nghĩ là chúng ta nằm ở trong khoảng thời gian là từ đầu hàng cho đến chán nản thì những người nào mà không có quen thuộc với cái biểu đồ này đây là một cái biểu đồ tâm lý thị trường sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính chứ không phải chỉ riêng cho crypto nhưng mà đương nhiên nó được áp dụng vào thị trường crypto này và những người nào mà theo dõi kênh một thời gian cũng đã biết là thuận đã chia sẻ rất là nhiều về biểu đồ chu kỳ tâm lý thị trường bao nhiêu năm qua các bạn và lần đầu tiên thuận chia sẻ nhưng mà nào mà theo dõi kênh lâu năm nó có nhớ lần đầu tiên Thuận chia sẻ đây khi nào hay không đó chính là khoảng thời gian là tháng 6 năm 2018 các bạn Đây là lần đầu tiên Thuận chia sẻ và các bạn đã thấy được Thuận ở bên góc à, phía bên tay phải trên màn hình đó. Thì à, lúc này Thuận vẫn đang làm cho KPMG và lúc này là Thuận đang làm cho phố Wall các bạn à, Thuận đang ở uh, New York ở trong khách sạn một thời gian dài à, Lúc đó Thuận tư vấn cho uh, một cái ngân hàng ở đó Tâm lý thị trường vẫn ở đó 4 năm trôi qua rồi tâm lý cũng như vậy Nhưng mà Thuận thì đã già hơn rồi các bạn thấy À, thời gian thực sự trôi qua rất là nhanh nhưng mà đối với những bạn mới đó thì đây là một cái biểu đồ phản ảnh cảm xúc của những nhà đầu tư theo từng giai đoạn của một chu kỳ bắt đầu từ một chu kỳ đó luôn là một cái sự hoài nghi và trong đó chúng ta có những cái câu hỏi như là lần này đã giá tăng có thật hay không à, lần này giá tăng có thể là không thành công như lần trước đó rồi kế đó đến hy vọng chúng ta có những cái câu hỏi những cái cảm xúc như là thực sự có thể khôi phục được hay là không có thể là đó là khả năng là chúng ta đang thấy một cái sự khôi phục thật đó chính là những cái trong cái dùng hy vọng này cái đó là chúng ta có lạc quan thị trường thật sự lên niềm tin giờ hãy tập trung vào đầu tư và phấn khích đó, chúng ta hay được chúng ta đã gần gần đến cái đỉnh của một chu kỳ thì các bạn sẽ có những cái cảm xúc như là tôi sẽ mua thêm bằng margin, tôi sẽ nói để mọi người cùng mua với tôi, rồi chúng ta đến đỉnh của một chu kỳ là hưng phấn, tôi là thiên tài, tất cả chúng ta sẽ giàu có, rồi chúng ta sẽ đi vào cái mùa downtrend bắt đầu là từ kiêu căng các bạn, kiêu căng là cái lúc mà giá bắt đầu giảm đó thì mọi người sẽ nói là chúng ta chỉ chứng kiến một cuộc điều chỉnh một chút mà thôi giá sẽ tiếp tục tăng nữa rồi giá tiếp tục xuống chúng ta đi vào dùng lo ngại tại sao tài khoản của tôi lại bị cháy đợt này đó thị trường xuống nhiều hơn là dự kiến bắt đầu là có những cái sự lo lắng rồi chúng ta lại đi vào có dùng kế tiếp là dùng phủ nhận đầu tư vào những dự án tốt tiềm năng giá sẽ tăng trở lại nhưng mà giá lại tiếp tục xuống nữa rồi chúng ta đi vào cái dùng hoảng loạn đó chính là ai cũng bán tôi cũng cần phải thoát ra đó là cảm xúc chung thời điểm đó rồi đi vào dùng đầu hàng dùng đầu hàng này đó là cái dùng mà những người mà kiên trì lưu trữ từ cái đỉnh cao đến cái mức gần như thấp nhất đó cuối cùng à, cũng đã bán ra họ không muốn tiếp tục giữ nữa tại vì họ đã quá chán nản rồi đây là cái dùng đầu hàng tôi bán hết không thể để lỗ thêm những người mà còn lưu trữ đó lúc đó thì lại đi vào cái cảm giác là phẫn nộ, tại sao vẫn có người bán, ai đang sốt hiện bây giờ, tại sao nhiều tin tốt mà thị trường vẫn đi xuống, tại sao chính phủ không cấm biệt thao túng thị trường như mà nào mà đã trải qua cái phần cuối của năm 2022 đó những cảm xúc này đã quá quen thuộc rồi rồi sau đó chúng ta đi vào cái dùng chán nản tiền của tôi đã mất tại sao tôi đầu tư quá nhiều tôi đây thằng ngốc tôi không xem thun capital nữa tôi không theo dõi tin tức gì nữa hết á tôi giữ đó nhưng mà tôi không quan tâm nữa đó là cái thời điểm chán nản rồi giá cả lại bắt đầu có sờ phục đó chúng ta đi vào dùng hoài nghi đây là một sự hồi phục giả mà chúng ta cứ thế đi vào một cái mùa mới và đây là cái chu kỳ tâm lý thị trường mà khi mà đọc đó các bạn sẽ cảm nhận được là mình cũng ở đâu đó có những cảm xúc này ở trong một cái chu kỳ các bạn nhưng mà cái điều mà thông muốn chia sẻ đây đó là chúng ta hiện giờ đang ở đâu lúc mà thông chia sẻ biểu đồ này đó cách đây vài tháng thì chúng ta cũng đã thấy được là nếu như nói thời điểm nó hoảng loạn thì không đúng những ai muốn bán đó thì sau khi mà có những cái sự kiện như là Celsius Luna thì đã bán nhiều rồi Rồi Chúng ta có thêm cái sự kiện đi qua Salmon Free Thì lúc đó những người cuối cùng muốn bán Thôi nghĩ đã bán rồi Hoảng loạn chúng ta đã qua thời điểm đó rồi Bắt đầu là chúng ta đi vào thời kỳ đầu hàng Phẫn nộ và chán nản Đó là cái thời kỳ trong vòng mấy tháng qua Nếu như mà chúng ta nhìn nhận ngay bây giờ Nếu như hỏi các bạn đó, là các bạn có những cảm giác gì Có phải là các bạn thật sự là có cảm giác chán nản Hay là phẫn nộ Hay là các bạn thật sự đang hoài nghi Đây là một cái sự tăng giá giả Và tôi nghĩ là có rất nhiều bạn sẽ nghĩ là chúng ta đang nằm trong vùng hoài nghi hiện bây giờ và thậm chí có một số bạn đã chuyển qua hy vọng rồi có thể đây là một cái sự khôi phục nếu như mà các bạn hỏi thuần thì tôi nghĩ là những gì mà chúng ta nhận được trong vài tháng qua thì khả năng cao là chúng ta đang nằm trong vùng hoài nghi và hy vọng đối với thuận chúng ta đã rời khỏi cái vùng chán nản rồi nhưng mà nào mà có những suy nghĩ khác thì hãy comment ở bên dưới nhưng mà điều mà quan trọng hơn đó là chúng ta nên hiểu là cho dù các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm trong vùng chán nản hoài nghi hy vọng hay là thậm chí nhiều bạn vẫn đang phẫn nộ hiện bây giờ cái mà thuận muốn cho bạn nghĩ đến là hãy zoom ra và nhìn xa hơn là chúng ta cho dù là đang ở đâu đi nữa đó thì một chu kỳ mới sẽ bắt đầu vào một thời gian nào đó đây là một chu kỳ tâm lý các bạn dù các bạn nghĩ đây các bạn đang nằm trong dùng chán nản dù các bạn nghĩ đây chúng ta đang nằm trong dùng hy vọng thì chúng ta cũng thấy được là sau đó thì giá cả sẽ ra sao sau đó thì một chu kỳ mới sẽ như thế nào miễn là BDC vẫn tiếp tục tiến tới thì người ta sẽ vẫn còn những cái chu kỳ như thế này chứng khoán đã có biết bao nhiêu năm nay các bạn mà biểu đồ này vẫn áp dụng cho thị trường chứng khoán được thì đương nhiên có thể áp dụng được cho một tài sản mà đã có lịch sử chu kỳ nhiều lần như là BTC rồi. Cho nên chỉ dù các bạn nghĩ chúng ta đang ở đâu trong cái vùng này thì chúng ta vẫn sẽ một ngày nào đó bước vào lạc quan niềm tin phấn khích và hưng phấn một lần nữa đó là lòng tin của thuận rồi còn một số những cái thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta kết thúc video này thì đầu tiên hết chúng ta có một cái thông tin cũng rất là thú vị đó chính là cái ngân hàng trung ương của nước montenegro à, sẽ hợp tác với lại công ty ripple các bạn để phát triển một cbdc một tiền kỹ thuật số quốc gia có hai điều đây thứ nhất quốc gia đang nhìn quen quen các bạn đó chính là quốc gia mà đang giam giữ đô khoan hiện bây giờ và điều thứ nhì đó là tuy đây là một quốc gia không nằm trong vùng Euro nhưng mà họ cũng sử dụng đồng Euro thì điều thú vị là họ sẽ tạo một cái CBDC nhưng mà CBDC này sẽ dựa theo đồng nào các bạn cái đó thường không rõ ở đây nhưng mà họ sẽ hợp tác với lại công ty Ripple điều kế tiếp đó là dành cho những bạn nào mà yêu thích Cardano thì Cardano tuy là giá cả không có nhiều mong muốn nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là Cardano nó vẫn là một trong những dự án tiếp tục phát triển trải qua cái mùa downtrend và chúng ta vẫn thấy Cardano đó thì từ từ hình thành một hệ sinh thái Tới bây giờ thì đã có 122 dự án ở trên mạng lưới Cardano đã bắt đầu rồi và chúng ta có thêm 1.221 dự án đang gây dựng trong lưới của Cardano. Chúng ta có tổng cộng là 64.2 triệu giao dịch đã xảy ra trên mạng lưới Cardano và hiện bây giờ đó là chúng ta có khoảng chừng là hơn 8 triệu token ở trên mạng lưới Cardano và 7.597 hợp đồng thông minh Blue Scripts trên mạng lưới Cardano Và đây là những dấu hiệu cho thấy được là cho dù giá cả không như mong muốn nhưng mà Cardano vẫn là một mạng lưới tiếp tục tiến tới Và cuối cùng đó thì chúng ta tối hôm qua có cái thông tin là một trong những cái ứng dụng nổi tiếng ở Trung Quốc đó là Douyin đây là ứng dụng theo tôi hiểu là TikTok à, được sử dụng ở Trung Quốc, không phải là TikTok nhưng mà nó giống như TikTok gì đó là một trong những cái nền tảng mà chia sẻ những cái video ngắn. Thì ở trên ứng dụng này đó trước đây đó khi mà người ta à, đi tìm kiếm BTC thì giá BTC không có hiển thị nhưng mà tối hôm qua thì đã hiển thị. Thì lúc đó nhiều người cũng hào hứng nói là chúng ta đã thấy là Hồng Kông đã mở cửa để mà bắt đầu ủng hộ crypto thì có phải là Trung Quốc cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đó cho nên trên cái ứng dụng này là một ứng dụng mà được quản lý rất cao bởi nhà nước của Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ lại có uh, giá Bitcoin trên đó Nhưng mà đáng tiếc đó, thì cái sự hơn đó không có tồn tại lâu các bạn Và tiếng sau thì Trung Quốc uh, cũng đã ngưng Không có cho hiển thị giá BTC trên ứng dụng này nữa Và đây là tất cả những thông tin mà Thuong muốn chia sẻ với các bạn Trong video ngày hôm nay Thuong hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuong Capital Thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, okx Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn! và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.